Xin chào, tôi là Tina, tôi đến từ Việt Nam. Hiện tôi làm make up ở Việt Nam được khoảng 12 đến 15 năm rồi, gần 15 năm. Tina chọn make up forever tại Paris tại vì là Tina thấy là ở đây môi trường làm việc rất là chuyên nghiệp và Paris thì là cái nôi của kinh đô thời trang thế giới. Cho nên là Tina muốn được đến một cái nơi làm việc thật là chuyên nghiệp để xem là ở đây cách mọi người truyền đạt với học sinh như thế nào và Tina sẽ trải nghiệm cũng như là rút cho mình rất là nhiều kinh nghiệm. Hiện Tina đã hoàn thành xong khóa học khoảng 4 tuần và đến giờ là Tina chỉ còn 1 tuần để học cái làm các vết nổ rồi là các vết thương. Sau khóa học này Tina thấy là mình cái khả năng make up của mình nó vượt lên ở một cái tầm khác, mọi thứ nó hoàn hảo hơn. Thực sự là Tina học được rất nhiều. Okay.